Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển. Chương trình phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ 30 phút trên kênh BRT. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo tổ chức lễ giỗ tù nhân Côn Đảo. Huyện Long Điền học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thành phố Vũng Tàu tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhập phát triển. Những ghi nhận tại huyện Côn Đảo sẽ bắt đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, lễ giỗ tù nhân Côn Đảo năm nay được tổ chức vào ngày 1 tháng 8, tức là ngày 20 tháng 6 âm lịch. Năm 2018 là năm thứ 7, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo tổ chức lễ giỗ các liệt sĩ, các chí sĩ và đồng bào yêu nước đã nằm lại nơi Côn Đảo linh thiêng. Nằm trong các hoạt động lễ giỗ, từ chiều hôm qua 31 tháng 7, ban tổ chức lễ giỗ đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, chí sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương. Dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ, các chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã nằm lại nơi Côn Đảo linh thiêng, các ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Trịnh Văn Lâu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy lâm thời Côn Đảo, trưởng ban tổ chức lễ giỗ, cùng gần 300 cựu tù Côn Đảo, thân nhân các liệt sĩ, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã đến thắp hương ở tất cả các phần mộ trong nghĩa trang Hàng Dương. Cũng trong chuỗi hoạt động lễ giỗ tù nhân Côn Đảo, Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo đã tổ chức chương trình văn nghệ hát cho đồng đội tôi nghe tại đền thờ liệt sĩ Côn Đảo. Chương trình gồm 14 tiết mục do chính những cựu tù chính trị Côn Đảo và một số đoàn viên thanh niên huyện Côn Đảo biểu diễn. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng các cựu tù chính trị Côn Đảo vẫn muốn đem lời ca, tiếng hát như chính tiếng lòng mình gửi đến đồng đội đang yên nghỉ ở nghĩa trang Hàng Dương. Chia sẻ về một thời đấu tranh quật cường, chia sẻ về tình đồng đội, chia sẻ về cuộc sống hòa bình độc lập hôm nay, có công lao đóng góp của những người đã nằm tại Côn Đảo. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền. Huyện ủy Long Điền vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho trên 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Cán bộ đảng viên huyện Long Điền được nghe báo cáo viên quán triệt ban nghị quyết của hội nghị Trung ương 7 gồm nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Việc quán triệt ban nghị quyết trên đã giúp cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của hội nghị Trung ương 7, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng. Hội đồng Nhân dân xã Tam Phước và Phước Hưng, huyện Long Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã 6 tháng đầu năm và đề ra nghị quyết thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lĩnh vực kinh tế xã hội của xã Tam Phước, huyện Long Điền đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là xã đã gieo trồng trên 500 hectare, đạt 66% kế hoạch năm. Tổng đàn gia cầm, thủy cầm duy trì trên 150.000 con, đạt 127% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua thảo luận tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phê chuẩn việc lắp đặt bảng tên của các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đồng Nhân dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã giám sát, đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của xã phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 109 tỷ đồng, doanh thu thương mại dịch vụ đạt 84 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp
đạt 22 tỷ 600 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước của xã đạt trên 5 tỷ 500 triệu đồng. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân xã Phước Hưng đã thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương phát triển trong thời gian tới. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, 6 tháng qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, thì Ban Chỉ huy quân sự từ huyện đến cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng đảng và làm tốt công tác dân vận hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng thu từ tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ đạt trên 142% kế hoạch năm. Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện tặng hơn 50 suất quà cho gia đình chính sách, 120 suất quà cho quân dân xuất ngũ, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người thuộc diện nghèo và gia đình chính sách, và tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Phước Long Thọ, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Tại hội nghị quân chính huyện Đất Đỏ 6 tháng đầu năm 2018, các đại biểu đã thảo luận về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và tìm giải pháp giải quyết một số khó khăn về chế độ hỗ trợ cho lực lượng, dân quân và công tác huấn luyện tại địa bàn. Huyện Đất Đỏ vừa tổ chức buổi lễ bế mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em năm 2018. Sau gần 2 tháng tham gia lớp học, 279 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tốt nghiệp. Qua đánh giá của các huấn luyện viên bơi, có 30 em đạt loại xuất sắc, 61 em đạt loại giỏi. Các em còn lại đều nắm được những kỹ năng bơi cơ bản. Trong quá trình tham gia học bơi, các em học sinh huyện Đất Đỏ được huấn luyện viên rèn luyện kỹ năng bơi ếch, trang bị nhiều kiến thức cơ bản như cách xuống hồ an toàn, cách thở trong nước đúng, cách nổi người ở hồ sâu và xử lý khi bị rơi xuống ao hồ, cách cứu đuối gián tiếp, cách thoát thân khi bị người đuối nước bám vào, chân chân. Đây là năm thứ 5 huyện Đất Đỏ tổ chức lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em vào dịp hè, với tổng số các em tham gia trên 1.200 lượt. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong dịp hè của huyện nhằm nâng cao kỹ năng bơi lội, giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho trẻ em. Nhân dịp bế mạc lớp bơi hè 2018, huyện Đất Đỏ đã tặng 30 suất quà cho các em hoàn thành xuất sắc khóa học. Những thông tin từ thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp nối chương trình Hội nhập phát triển hôm nay. Để phòng chống ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 4041 yêu cầu các phòng ban chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai công tác phối hợp nhằm đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu giao cho các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan rà soát hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu, hợp quy, kiểm tra chất lượng các mặt hàng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tại các địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Thành phố cũng kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ đây đến cuối năm, các phòng ban chuyên môn trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của việc sử dụng những loại hàng hóa này. Ghi nhận từ huyện Châu Đức sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, trong số 16 xã nông thôn của huyện Châu Đức đã và đang triển khai xây dựng nông thôn mới. Xã Nghĩa Thành nằm trong số địa phương xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Sau gần 1.5 năm triển khai, thì hiện nay Nghĩa Thành đã đạt 12 trên 19 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2019, xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước kế hoạch đề ra 1 năm. Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2017 trên diện tích hơn 5.000 m². Trung tâm có nhiều phòng chức năng như thư viện, nhà thi đấu thể thao, phòng âm nhạc, phòng tập aerobic, sân bóng đá mini. Tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ 500 triệu đồng. Dự kiến đến đầu tháng 8 năm 2018, Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã chính thức đưa vào sử dụng.
Đây là cơ sở để xã Nghĩa Thành đạt thêm một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Nói chung là có xã mà có trung tâm văn hóa là dân rất đồng ý, rất đồng tình để có một khu vui chơi. Các người lớn và trẻ em. Hoàng trang này rất phát hoàng trang rất đẹp. Nói chung là bên xã có cái này là rất tốt cho dân. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, nên các cấp ủy đảng, chính quyền xã Nghĩa Thành đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, thôn ấp tập trung hơn cả vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Luôn tạo được sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân, nên nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Thành từng bước được tháo gỡ. Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và cả huy động trong nhân dân cho xây dựng nông thôn mới của xã từ năm 2017 đến nay đạt hơn 264 tỷ đồng. Năm 2017, khi chương trình xây dựng nông thôn mới bắt đầu triển khai, cả xã mới có nền tảng của 9 tiêu chí về trường học, hạ tầng thương mại, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, lao động việc làm, giáo dục, văn hóa, pháp luật, quốc phòng an ninh. Đến cuối năm 2017, xã đặt thêm 3 tiêu chí quan trọng: thiết chế văn hóa, công trình thủy lợi và đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều kéo giảm đáng kể. Đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chiếm hơn 2%, giảm xuống còn 0,59%. Thu nhập bình quân mỗi năm của người dân đạt hơn 43 triệu đồng, cao hơn mức trung bình của cả huyện Châu Đức là 40 triệu đồng một năm. Trên nền tảng nông thôn mới hiện hữu, xã Nghĩa Thành tiếp tục tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Và trước mắt, xã phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí vào cuối năm nay là chăm sóc sức khỏe, tổ chức sản xuất phù hợp hiệu quả và bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Xã cũng phấn đấu tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn giai đoạn gần 560 tỷ đồng, thì vốn quy động doanh nghiệp khoảng 87 tỷ đồng và vốn quy động trong nhân dân hơn 70 tỷ đồng. Kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới là người dân địa phương nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó phát huy vai trò chủ thể một cách chủ động và tích cực. Thể hiện rõ nét là không ít gia đình ở xã Nghĩa Thành đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây trồng lâu năm, phá dỡ kiến trúc trên hàng trăm ngàn mét vuông để cùng nhà nước nâng cấp mở rộng đường. Không chỉ hiến đất đai, cây cối, nhà cửa, nhân dân Nghĩa Thành còn đồng thuận với chính quyền đóng góp hàng ngàn ngày công, hơn 70 tỷ đồng xây dựng những công trình phúc lợi. Góc độ là người dân sống ở đây cũng lâu năm. Tôi cảm thấy từ lúc mà nhà nước triển khai cái chương trình nông thôn mới thì nó cũng đem lại nhiều cái tiện ích cho người dân. Cho nên về đường xá đi lại thì bây giờ nó cũng quan đáng hơn, thuận tiện hơn. Về trường học rồi phát triển về trạm y tế xã cũng được xây dựng mới rồi. Nhà văn hóa thì cũng đang thực hiện, đang xây thì thấy là cuộc sống của người dân ở đây họ rất đồng tình về cái chủ trương của nhà nước. Từ một xã có nền tảng kinh tế xã hội thấp, đời sống dân cư thiếu thốn khó khăn nhất huyện Châu Đức, cú hích xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Thành đã thúc đẩy địa phương phát triển mạnh mẽ. Đáng ghi nhận là đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, thì huyện chỉ đạo hỗ trợ cho xã Nghĩa Thành rất nhiều cái vấn đề. Trong đó cái điều quan trọng là hỗ trợ cho xã làm sao xây dựng được các cái mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng thêm cái thu nhập cho người dân là cái điều quan trọng nhất, và để làm sao để người dân thấy được rằng cái trách nhiệm của mình trong cái việc xây dựng cái nông thôn mới ở địa phương. Và đối với các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền xã Nghĩa Thành cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của mình, không ỷ lại vào cấp trên mà làm sao phải tiếp tục tăng cường cái tuyên truyền để mọi người dân cùng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ những định hướng đúng đắn, lấy người dân làm chủ thể, xã Nghĩa Thành đã thực hiện xây dựng nông thôn mới công khai, minh bạch, dân chủ, có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, cùng với những định hướng quyết sách đúng đắn phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Thành đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2019. Thưa quý vị, tại Bà Rịa Vũng Tàu, làng bún Long Kiên đã ra đời cách đây hơn 60 năm nay.
trải qua thời gian dài hình thành và phát triển, hàng chục gia đình cha truyền con nối đã gắn trọn đời mình với nghề làm bún, để thương hiệu Long Kiên ngày càng được nhiều người biết đến. Câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về nghề làm bún gia truyền này, cũng như biết thêm địa chỉ du lịch làng nghề truyền thống lâu năm tại Bà Rịa Vũng Tàu. Làng bún ở Long Kiên đã có từ những năm 1954 do những cư dân di cư từ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp, mang theo nghề làm bún gia truyền và phát triển cho đến ngày hôm nay. Làng bún Long Kiên chủ yếu tập trung ở khu phố 6, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, từ chỗ chỉ có 3 đến 4 hộ lúc sơ khai, đến nay làng bún Long Kiên đã có gần 40 hộ làm bún. Hầu hết những người theo nghề này đều là cha truyền con nối. Cái nghề này làm từ năm 1989, là nghề từ của ông bà để lại, là từ ngoài Bắc mang về đây. Thì bây giờ là làm thì cái nghề này thì cứ cha truyền con nối vậy thôi. Rồi giờ này thì ba đứa con thì hai đứa nối nghiệp. Làm lâu đời rồi, thời cha ông mình để lại cho mình. Rồi ông bà rồi sang ba mẹ rồi tới thời của mình là thời thứ ba đó. Mình cũng mong muốn cái nghề của mình nó phát triển hơn. Rồi mình cũng mong muốn là mình cái sản phẩm mình làm ra thì sẽ mang đến sức khỏe cho cái người tiêu dùng. Bún Long Kiên nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, sợi dai, trắng mịn, các sợi tách rời chứ không dính bệt vào nhau. Theo những người làm nghề lâu năm thì quy trình sản xuất bún không hề đơn giản. Để có được sợi bún ngon, quan trọng nhất là khâu chọn gạo. Gạo được chọn phải là loại ngon, vì nếu gặp gạo dở thì sợi bún sẽ bị mềm và dễ gãy. Và để được có những sợi bún mà dai, mà trong, mà trắng như thế này thì qua rất là nhiều khâu. Thứ nhất là cái khâu chọn gạo là quan trọng nhất. Thì mình ở đây đa số gạo là mình mua ở miền Tây. Gạo thì phải lựa cái sợi gạo trong, trắng và có độ khô, và khi mà làm bún thì mình dùng máy móc và mình ngâm chế biến thì nó sẽ tạo được cái độ dai, chứ mà mình không thể nào mà lấy gạo mềm mà gạo mà mình thường hay ăn nấu cơm được, thì như vậy thì bún sẽ bị nhão. Các lò bún ở trong làng nghề mình cũng phải đồng lòng cố gắng làm sao mà vẫn giữ được sợi bún ngon và dai và đạt tiêu chuẩn vệ sinh toàn thực phẩm để mình giữ được cái thương hiệu của mình, để mình càng ngày càng phát triển hơn. Thương hiệu bún Long Kiên đã được người dân nhiều nơi tin tưởng lựa chọn và thị trường nay cũng đã mở rộng hơn nhiều. Ngoài việc cung cấp cho các chợ trên địa bàn tỉnh như thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, các huyện Châu Đức, Tân Thành, Long Điền, Xuyên Mộc và các khách sạn, nhà hàng, bún Long Kiên còn có mặt tại địa bàn Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2013, làng bún Long Kiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao bằng công nhận nghề truyền thống. Sự kiện này tạo điều kiện tốt hơn cho thương hiệu bún Long Kiên vươn mạnh ra thị trường, đồng thời góp phần kết nối làng nghề truyền thống với sự phát triển du lịch của tỉnh, tạo nên nét độc đáo thu hút du khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây, làng nghề làm bún Long Kiên phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm từ nguồn nước thải do trong quá trình sản xuất không được xử lý. Từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý tiêu chuẩn nước thải sản xuất bún của các hộ thuộc dự án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2014-2020. Đến nay, hơn 70% số hộ làm nghề tại đây đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Theo kế hoạch, đến hết quý 1 năm 2018, 100% số hộ sản xuất bún tại làng nghề sẽ được đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Để duy trì tốt làng bún thì địa phương luôn quan tâm về vấn đề là chú trọng về cái môi trường và cái vệ sinh an toàn thực phẩm hàng đầu. Để tiếp tục duy trì làng nghề này thì địa phương cũng cần phải quan tâm rất nhiều và cũng đề nghị các ngành cấp và cũng phải quan tâm thêm hơn nữa để duy trì cái làng nghề làm sao là ngày càng phát triển. Với sự nỗ lực từ chính quyền và các hộ sản xuất, làng bún Long Kiên giờ đã tạo dựng được uy tín trên thị trường thực phẩm tại các chợ trong tỉnh, trở thành sản phẩm ẩm thực an toàn. Đến đây, du khách không những có dịp thưởng thức những sợi bún thơm ngon mà còn có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về nghề làm bún rất đáng trân trọng này ở Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình Hội nhập phát triển trưa nay tạm dừng tại đây. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.